hàng trăm dân chơi lạc trôi trong quán bar ở Biên Hòa lúc rạng sáng. Bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar Coso, cảnh sát phát hiện có khoảng 150 dân chơi đang tụ tập, trong đó có 14 trường hợp dương tính với ma túy. Ngày 4 tháng 12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục đấu tranh với các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán bar Coso. Công an cũng làm việc với chủ cơ sở, người quản lý, nhân viên của quán và các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Vào rạng sáng cùng ngày, cảnh sát đồng loạt đột kích quán Ba Coso ở khu dân cư D2D, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong quán Ba Coso có khoảng 150 người đang tụ tập vui chơi trong tiếng nhạc lớn. Ngoài ra, lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng Trần Tín Phú, sinh năm 1991, ngụ phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, đang tàng trữ hai gói ma túy tổng hợp dạng hàng khay, 5 viên thuốc lắc. Qua đấu tranh, Phú khai nhận số ma túy nói trên mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đưa đến quán Ba Coso bán cho khách sử dụng. Lực lượng chức năng phát hiện thêm một gói ma túy tổng hợp dạng hàng khay và hàng chục bóng cười do các đối tượng vất vương vãi dưới sàn nhà. 21 bình khí N20, trong đó có 19 bình N20 đã qua sử dụng, 66 vỏ bóng cười, 30 hộp thuốc si sa, 9 bao thuốc lá 555 nhập khẩu, 151 chai rượu các loại. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 14 trường hợp dương tính với chất ma túy, trong đó có 3 nhân viên của quán.